36. Không có tôi. Một người phụ nữ Trung Quốc, tóc đen da vàng như cô, cả đời này cũng không thể đăng bài trên các báo có thẩm quyền như vậy. Lời diễn giải của cô thực sự khiến người khác vô cùng kích động, nhưng mà lại vô cùng ngu ngốc. Cô nói với tôi, mọi thứ cô làm vì quốc gia của mình. Lập ơn đi, đừng giả dối như vậy. Rốt cuộc là cô muốn gì? Châu Tiểu Sơn, em nghĩ thông rồi. Em không muốn nhận thua. Em hy vọng sau này, cho dù ở lĩnh vực nào, chỉ cần là chúng ta đạt được thành tựu thì đáng nhận được sự khen thưởng của mọi người, chứ không phải là sự nghi ngờ. Và việc này cần chúng ta nỗ lực từng chút một. Cho nên lần này em nhất định phải đứng ra. Anh rất vui vì em đã nghĩ được như vậy. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em chiến đấu tới cùng. Tiếp theo chuẩn bị thế nào đây? Gậy ông đập lưng ông. Chú cậu à, Gia Ninh nghĩ thông rồi, không cần phải trói cô ấy tới buổi họp báo nữa. Châu Tiểu Sơn, alo, Gia Ninh à, ba, chuyện gì vậy? Ba có bận không? Không có, ba đang xem tạp chí thôi. Ba à, con cần nhờ ba giúp một chuyện. Con nói đi. Cái này. Sếp cầu à, đây là bản thảo cho buổi họp báo. MC sẽ lên sân khấu trước, và sau đó mời ông lên sân khấu. Đây, ông xem đi. Được rồi. Tôi biết rồi. Có lẽ sau đó sẽ là một số tập đoàn đến. Đây là tài liệu liên quan tới tập đoàn. Ông phải chú ý một chút. Được rồi. Cũng muộn lắm rồi. Gọi đồ dậy cho mọi người ăn đi. Dạ được. Được rồi, chờ chút nha. Xem tôi kìa, suýt nữa là quên rồi. Chủ tịch cầu à, sinh nhật vui vẻ. Đúng rồi ba, hôm nay là đại thọ 60 của ba mà. Tuổi đây rồi, còn ăn sinh nhật làm gì nữa. Cứ để nó trôi qua là được rồi, có phải không? Chủ tịch cầu à, sinh nhật của chú, Gia Ninh vẫn luôn nhắc đến. Bọn cháu còn đặc biệt chọn quà cho chú nữa. Còn quà nữa sao? Quà gì vậy? Dạ chờ một chút. Ánh mắt của con cũng bí mật thật đó. Lát nữa sẽ biết thôi. Được rồi.
Chủ tịch Cầu. Đây là cái này sao ba không có ấn tượng, đã từng chụp nó vậy? Không có ấn tượng là đúng rồi, vì đây là một tấm ảnh ghép mà. Sao lại nghĩ tới việc ghép ảnh chứ? Gia Ninh nói chú rất thích chụp ảnh, có rất nhiều máy ảnh, nhưng mà lại không có nhiều thời gian cùng nhau đi chụp ảnh, nên cháu nghĩ là giúp hai người ghép tấm ảnh này, hy vọng chú thích. Sếp Cầu, mặc dù là tấm ảnh ghép, nhưng mà tấm lòng hiếu thảo của Gia Ninh là thật đó. Đúng vậy. Ba, sinh nhật vui vẻ. Chủ tịch Cầu, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Bố rất là thích. Tốt quá rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn. Mau ăn đi. Được rồi, ăn đi. Đây, để ở đây. Đây ba. Hôm nay ăn đồ bên ngoài trước. Hôm nào rảnh cậu đến nhà ăn cơm đi. Dạ được, sếp Cầu. Cháu nhất định sẽ đến. Được rồi, ăn cơm đi. Tâm trạng của em tốt hơn rồi. Anh không thấy thái độ của ba em có chút thả lỏng hơn rồi sao? Quả thật là có một chút. Đúng rồi, trước ngày họp báo em muốn đi gặp một người. Là ai vậy? Cậu nói cậu Gia Ninh sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai sao? Đúng vậy anh Nguyễn. Đến lúc đó cô ta sẽ nói rõ một chuyện. Cậu Gia Ninh này sức sống ngoan cường thật. Anh Nguyễn à, anh có dự định gì về đầu tư kế hoạch nguồn không? Làm những chuyện này vì nhắm đến Châu Tiểu Sơn, nên cứ xem biểu hiện của cậu ta vào ngày mai thế nào đã. Xin chào, có cô cậu Gia Ninh và anh Châu Tiểu Sơn cần gặp. Anh Nguyễn à, cậu Gia Ninh và Châu Tiểu Sơn tới rồi, bọn họ ở dưới lầu muốn gặp anh. Đi. Nửa đêm hai vị đến thăm, nhất định là có chuyện quan trọng rồi. Anh Nguyễn, anh là đối tác mà công ty tôi cố gắng có được, nên tôi hy vọng ngày mai anh có thể tham gia buổi họp báo của tôi. Cũng hy vọng mượn cơ hội này có thể loại bỏ nghi vấn của anh với công ty chúng tôi. Tôi thấy được ý chí chiến đấu trên người của cậu đây. Tôi biết anh hận Châu Tiểu Sơn, nhưng mà Hưng Lan đã chết. Liên kết với công ty Tukes, tung tin đồn không đúng về tôi, là cái bẫy do anh bày ra đúng không? Anh muốn Châu Tiểu Sơn phải giống như anh, tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị dày dò, nhưng mà không thể làm gì được. Nhưng mà anh quên rằng tôi không phải là Hương Lan. Tôi càng sẽ không thỏa hiệp. Tất nhiên cô không phải là Hương Lan, cũng không thể nào so sánh với cô ấy được. Càng không có ai yêu Hương Lan như tôi. Cô Cầu, đêm động phòng qua chút. Tôi nói với Hưng Lan, anh biết là em không yêu anh. Không sao, anh có thể đợi. Anh có thời gian một đời để ở bên cạnh em. Chờ em từ từ quên Châu Tiểu Sơn đi. Chờ em từ từ yêu anh. Tôi nhớ lúc đó Hưng Lan đã cười, cười rất đẹp. Đó là ký ức đẹp nhất liên quan đến Hưng Lan mà tôi có. Nhưng mà ngày thứ hai, ác mộng bắt đầu. Cô ấy bắt đầu dồn thời gian ngồi ở đó ngẩn ngơ, quên ăn, quên ngủ. Cô ấy gầy đi nhanh chóng. Rồi đến một ngày cô ấy ngất đi. Tỉnh dậy rồi, cô ấy ôm tôi mà khóc. Cô ấy cầu xin tôi, cầu xin tôi cứu cô ấy, để cô ấy quên Châu Tiểu Sơn, để cô ấy được phấn chấn trở lại. Tôi từng cho rằng chuyện đau khổ nhất thế gian này là việc người yêu không yêu tôi. Nhưng đến khi tôi thấy Hương Lan ở trước mặt của tôi, ngày một khô héo, ngày một tiến gần hơn tới cái chết, thì tôi mới biết được
Chuyện tàn nhẫn nhất trên đời này là tôi thấy cô ấy vì một người đàn ông khác mà sống không bằng chết. Tôi lại không thể làm gì. Anh Nguyễn, tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Nhưng mà dù tôi có chết đi, Hương Lan cũng không thể nào sống lại. Sao chúng ta không thể nhìn về phía trước? Nhìn về phía trước sao? Cậu có xứng không? Anh Nguyễn à, có điểm này tôi phải thừa nhận. Vì sự trả thù của anh, đúng là tôi có gặp chút ảnh hưởng. Nhưng mà tôi sẽ không trốn tránh, lại càng không quán trách Châu Tiểu Sơn. Ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Sáng tỏ. Châu Tử Sơn, sáng tỏ đó. Cậu nghe mà không thấy châm biếm sao? Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi. Châu Tử Sơn, chúng ta đi thôi. Khoan đã, có mấy câu tôi muốn nói riêng với cậu. Còn một sự thật lớn mà tôi vẫn chưa vạch trần. Cậu nói xem, nếu tôi nói với cậu Gia Ninh, liệu cô ấy có tiếp tục yêu cậu không? Cậu đừng nói. Cầu xin tôi đi. Tôi cầu xin cậu đó. Nghe chưa rõ? Tôi cầu xin cậu đừng nói với cậu Gia Ninh. Được, tôi hứa với cậu. Điều kiện là cậu sẽ theo tôi về. Tại sao lại muốn ép tôi chứ? Hoặc là cậu tự nói, hoặc là để tôi nói thay cậu. Nhưng nếu tôi nói ra, cậu Gia Đình sẽ trở thành đồng phạm của cậu. Khi đó hai người rửa thế nào cũng không hết tội. Hủy hoại một người hay là cả hai người bị hủy hoại, cậu tự chọn đi. Còn một buổi tối thôi, nghĩ cho kỹ vào. Cô cậu à, chúc cho buổi họp báo của cô ngày mai được thành công. Ngủ ngon. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn đã dành chút thời gian nghe tôi nói mấy câu. Tôi xin tự giới thiệu về mình, tôi là Cầu Gia Ninh, hiện tại giữ chức người phụ trách dự án phòng thí nghiệm kế hoạch nguồn tập đoàn dược phẩm Đỉnh Hoa. Gần đây có rất nhiều lời đồn về tôi trên mạng liên quan đến vấn đề lời đồn này. Hôm nay tôi sẽ làm sáng tỏ một điều. Tuần trước, giáo sư Harry, một nhà khoa học hóa sinh nổi tiếng của châu Âu, chỉ trích tôi ăn cắp bản quyền bí mật cốt lõi của phòng thí nghiệm họ. Đúng là trước khi gia nhập kế hoạch nguồn, tôi từng làm việc ở phòng thí nghiệm Harry. Nhưng sở dĩ tôi rời khỏi đó là vì giáo sư Harry đạo nhái bài văn của cô ấy. Là ai vậy? Chị Thiến. Một năm trước, giáo sư Harry có phát biểu một bài luận văn về telomerase được đăng trên tạp chí của Q. Thực tế là đạo nhái thành quả nghiên cứu của cậu Gia Ninh. Xin lỗi cô, là lát nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Cô Tô, tôi có thể chứ? Chào mọi người, tên tôi là Tô Thiến, từng là nhà nghiên cứu của kế hoạch nguồn, sau đó làm việc ở phòng thí nghiệm của giáo sư Harry, giờ là cố vấn của dự án Quỹ Thiên Thành. Hướng nghiên cứu của kế hoạch nguồn và ông Harry quả thực rất giống nhau. Nhưng mà tôi có thể nói với mọi người, giáo sư Harry từng 3 lần nộp đơn xin thử nghiệm lâm sàng, nhưng đều bị FDA trả về. Nếu thực sự cậu Gia Ninh ăn trộm bí mật cốt lõi của phòng thí nghiệm, vậy tại sao đơn xin của giáo sư lại bị trả về, mà kế hoạch nguồn
là có thể vững vàng thúc đẩy thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Lẽ nào sự ra đi của cậu Gia Ninh thực sự khiến giáo sư chịu tổn thất lớn vậy sao? Đúng vậy, nói cũng có lý đó. Đúng đó. Cảm ơn cô. Ê, bài viết đó chỉ là một bản thảo. Nó tồn tại rất nhiều sai sót và lỗ hổng cần phải chỉnh sửa. Mà bài viết đã được sửa, hôm nay được đăng ở Weibo của tôi và các tài khoản công cộng. Hy vọng các chuyên gia có thể đối chiếu. Còn một chuyện nữa, gần đây có một đoạn video đối thoại giữa giám đốc công ty Tuket và tôi. Xem đoạn video này, ai cũng cho rằng tôi đã bán đứng phòng thí nghiệm. Về điều này, tôi xin mời một người đến đây để nói rõ với mọi người. Mời ai vậy? Không biết là ai nữa. Đây là ai vậy? Ông ta là ai? Ông ấy là Cầu Diệu Minh, chủ tịch tập đoàn Cầu Thị. Thật sao? Sao ông ấy lại tới đây? Kính thưa quý vị và tất cả phóng viên đang có mặt tại đây, xin chào mọi người. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Cầu Diệu Minh, là chủ tịch của tập đoàn Cầu Thị. Cầu Gia Ninh là con gái của tôi. Cô gái này đúng là con nhà đại gia mà. Tôi nhìn Gia Ninh lớn lên, nó theo đuổi nghiên cứu khoa học một cách cố chấp và đơn thuần. Tiền bạc và danh lợi chắc chắn không làm lung lai quan điểm của con bé. Về điểm này, tôi rất tin tưởng con gái của mình. Anh bạn có câu hỏi gì? Xin chào chủ tịch Cầu. Kể cả ông tin con gái của mình, nhưng mà video đó thì sao? Giải thích thế nào về đoạn phim đó? Câu hỏi rất hay. Khi tôi xem đoạn phim đó trên mạng, tôi đã thấy có sự kỳ lạ, nên công ty chúng tôi đã sử dụng một số kỹ thuật và phương pháp đặc biệt để tìm ra đoạn phim gốc đó. Sau khi bộ phận PR có được đoạn phim này, từ đó phát hiện ra một thông tin rất là quan trọng. Video đã được biên tập lại. Thì ra là vậy sao? Tại sao lại phải biên tập lại? Đã cắt bớt đi những gì? Mọi người không tò mò sao? Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem. Ông Gale, giá trị của một kế hoạch nguồn với công ty Tuket chỉ có 5 triệu đô la thôi sao? Tất nhiên, chỉ bàn về tiền đông với cô thì thật là thất lễ quá. Đây là thỏa thuận chuyển giao phòng thí nghiệm Harry. Bây giờ, chỉ cần cô đồng ý hợp tác với chúng tôi thì chúng ta có thể khiến Harry biến mất khỏi giới khoa học này. Tôi cảm nhận được thành ý của công ty Tuket. Cô Cầu, hợp tác vui vẻ. Nhưng mà tôi thấy các ông chưa đủ thành ý. Đây là 5 triệu đô la và một trong số phòng thí nghiệm tốt nhất trên thế giới. Những cái này vẫn chưa đủ sao? Tôi nghĩ là chúng ta còn có sự lựa chọn thứ ba. Chúng tôi rất sẵn lòng làm mọi điều cô muốn. Các ông có thể hủy hoại tôi. Cô Cầu à, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bất lợi với cô đâu. Cô là một nhà nghiên cứu rất tài năng. Còn chúng tôi có môi trường thí nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới. Nếu cô chịu hợp tác với chúng tôi, thì nhất định cô sẽ dẹn cả đôi đường. Tại sao cô lại từ chối chứ? Nếu đúng là như vậy, sao ông phải lén lút đến gặp tôi? Dù hôm nay tôi vì chút lợi ích cá nhân nhận lời của ông bán đứng kế hoạch nguồn, vậy thì sau này sẽ thế nào đây? Chúng tôi sẽ khiến cô trở thành một ngôi sao khoa học chói lọi nhất trên thế giới. Phải. Sau đó, người của đất nước chúng tôi chỉ là kẻ trắng tay trong lĩnh vực này. Các nhà nghiên cứu tiếp theo sau tôi cũng vẫn phải chịu đựng sự nghi ngờ và xem thường của giới khoa học phương Tây. Nếu sau này có người giống như tôi có sự đột phá trong kỹ thuật, cũng sẽ lại bị đánh cắp bản quyền, cũng lại không được thế giới công nhận. Xin lỗi ông Gale, tôi và tất cả nhân viên của phòng thí nghiệm chúng tôi đều sẽ không để xảy ra chuyện này. Chúng tôi sẽ làm hết sức để cả thế giới biết được chúng tôi đã đạt được thành tích trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ tạo nên của cải vô giá cho đất nước của mình, cũng như cả thế giới. Lời diễn giải của cô thực sự khiến người khác vô cùng kích động, nhưng mà lại vô cùng ngu ngốc.
Cô nói với tôi, cô làm những điều này vì đất nước của mình. Làm ơn đi, đừng có giả tạo nữa. Rốt cuộc thì cô muốn gì? Kế hoạch nguồn sẽ mang dấu ấn nghiên cứu của chúng tôi. Đây là điều kiện duy nhất của tôi. Không làm được đúng không? Không sao. Họp báo cũng sắp bắt đầu rồi. Chào mừng ông đích thân chứng kiến thực lực của các nhà khoa học nước tôi. Nói hay quá. Quả thật là làm phấn chấn lòng người. Sau khi xem đoạn phim xong, tôi tin là mọi người sẽ phán đoán được bên nào đúng, bên nào sai. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu khởi tố những người đã bôi nhọ Cầu Gia Ninh. Mình chưa từng... Phải đó, ba của em vẫn luôn rất đẹp trai mà. Em không thấy hơi giống anh sao? Gia Tâm, không thấy. Vẫn còn giận anh sao? Gia Tâm à, em đừng có giận nữa. Xem nè, ngày vui vẻ như vậy, em nể tình hôm nay, đừng có giận anh nữa được không? Em xem, anh mua bánh kem cho em ăn đây. Ăn một miếng đi. Không muốn ăn. Em thích ăn nhất mà, tôi không muốn ăn. Đã nói là không muốn ăn rồi mà. Vậy em đừng giận nữa nha, có được không? Tôi vẫn còn giận đó. Được rồi, anh cầm giúp em nha. Em cầm mệt lắm đúng không? Đây, anh có thể xem với em không vậy? Được thôi. Cảm ơn. Cảm ơn ba. Nhân cơ hội hôm nay, tôi có một vài lời ở trong lòng muốn chia sẻ với mọi người. Một năm trước, khi tôi bị đối xử không công bằng ở phòng thí nghiệm Harry, tôi đã chọn nhẫn nhịn vì tôi tin thời gian có thể chứng minh mọi thứ. Tuần trước, ánh mắt của chị tôi đầy sát khí đó. Anh xem nè, tôi vẫn chọn nhẫn nhịn. Tôi mong có thể nhẫn nhịn để tránh phiền phức. Rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra dư luận đã đổi hướng. Không chỉ là nghi ngờ tôi, mà nghi ngờ cả giới khoa học Trung Quốc, thậm chí là cả quốc gia. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Tôi bắt buộc phải đứng ra, không phải là vì sự trong sạch của tôi, mà còn là vì danh dự của giới khoa học Trung Quốc, cũng là vì danh dự của các nhà khoa học và các nhân viên nghiên cứu trong nước. Kế hoạch nguồn từ khi bắt đầu cho đến khi thí nghiệm lâm sàng là kết quả nỗ lực chung của tất cả nhà khoa học chúng tôi. Những nghi vấn bên ngoài chỉ trở thành động lực với chúng tôi mà thôi. Y học, y tế, giáo dục, kinh tế, sức mạnh của chúng ta sẽ ngày một hưng thịnh. Mọi người hãy mỏi mắt mong chờ. Hay lắm, cô nói rất hay. Gia Ninh, Gia Ninh, anh thấy lạ lắm. Lạ cái gì chứ? Sao ba em và chị của em đều thuộc nhóm người có IQ cao, nhưng mà sao tới lượt của em không phải là em được nhận nuôi đó chứ? Cho anh một ánh mắt tự lĩnh hội đi. Lĩnh hội cái gì chứ? Tôi nói con người của anh tại sao lại... Gia Tâm à, em muốn mắng anh sao? Anh biết là anh đáng bị mắng mà, cứ mắng đi. Hiểu giả. Làm gì đó? Không làm gì cả. Nam nữ thụ thụ bất thân, chú không biết sao? Thầy à, anh tìm cái gì vậy? Ở đây làm gì có chú nào chứ? Tôi nói anh đó. Cậu thanh niên à, sao cậu lại không có mắt nhìn vậy? Tuổi cậu gọi tôi là anh trai là đã quá đáng rồi. Còn kêu anh trai sao? Anh hơn chúng tôi 10 tuổi, không gọi là chú thì là gì? Tôi hơn Gia Tâm 9 tuổi, 10 tuổi đâu ra chứ? Cô ấy chứ hơn tôi 1 tuổi thì làm sao? Hiểu giả à, nói ít lại đi. Cũng không soi gương xem. Được, nể tình Gia Tâm, tôi không nói nhiều nữa.
Giai Tâm à, đi thôi. Giai Tâm à, không được đi. Không được đi, Giai Tâm. Không được đi. Anh bỏ ra. Đừng có bất lịch sự như vậy. Bỏ ra. Làm Giai Tâm đau đó biết không? Giai Tâm, anh có việc tìm em. Là việc công. Đừng tưởng là tôi không biết. Cô ấy không do anh quản nữa. Công việc cái gì chứ? Anh mượn gió bẻ măng thì có. Được đó chú. Đầu tiên là tình cờ gặp ở chỗ leo núi, rồi quan tâm khi lái xe bị say rượu. Anh trực tiếp tranh giành với tôi đúng không? Mấy chiêu của người già các anh lỗi thời rồi. Lỗi thời hay không? Chưa tới được câu nói, có ít là được. Muốn đánh nhau sao? Được, đánh đi. Đây, cứ đánh đi. Thầy à, sợ không dám đánh sao? Đừng cãi nhau nữa được không? Giai Tâm. Giai Tâm à? Giai Tâm. Giai Tâm. Giai Tâm. Giai Tâm à, đợi anh với. Giai Tâm. Giai Tâm à. Giai Tâm à, đợi anh với. Lúc nãy nguy hiểm lắm, sao em lại nhào lên vậy? Lỡ anh không kịp dừng thì sao? Đánh người khác là không đúng. Sao em không xem thử là ai chọc anh trước? Anh ấy chọc anh thế nào? Là em gác tay lên vai của anh ấy. Em xem lúc sau anh ta làm thế nào? Nắm tay em không buông. Lẽ nào không nên giận sao? Anh nhìn ra được rồi. Anh ta là muốn tuyên chiến với anh. Giang Hiểu Giả này sợ ai chứ? Cứ để anh ta tới đây. Hiểu Giả à, em không biết nên nói gì. Là do em gây ra những chuyện này. Nếu không phải vì em do dự không quyết, thì anh đã không cãi nhau với thầy rồi. Sao bây giờ em còn bảo vệ anh ta? Không phải. Em không biết nên nói thế nào đây. Hiểu Giả, hay là chúng ta bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh. Tại sao phải bình tĩnh chứ? Em nghĩ ban đầu khi chúng ta hẹn hò, em đã không bình tĩnh, lại bồng bột nữa. Ý em là sao? Em nghĩ hình như em không thích anh đến vậy. Không phải. Giai Tâm, đánh người là không đúng. Nhưng mà cũng là vì anh ghen. Anh lo cho em. Anh sai rồi, không được sao? Cũng không phải là vì chuyện này. Vậy là chuyện nào, em nói đi. Em nghĩ ban đầu khi chúng ta vừa hẹn hò, em bị hấp tấp bởi hào quang thần tượng từ anh. Vậy nên em vội vàng bắt đầu. Sau này em nhận ra chúng ta không hợp nhau. Hiểu Giả, chúng ta chia tay đi. Xin lỗi anh. Ba, cảm ơn ba. Chị Gia Ninh à, chị giỏi quá. Tôi sắp khóc vì cảm động rồi. Chúng tôi cũng vậy. Cảm ơn cô Tô. Sau này cứ gọi tôi là chị Thiến đi. Cảm ơn chị Thiến. Cố lên, Gia Ninh. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt cô Tô. Tạm biệt chị Thiến. Tạm biệt. Tạm biệt cô Tô. Cảm ơn cô nha, cô Tô. Ở đây cả sao? Cậu Nguyễn, bài diễn thuyết vừa rồi của cô cậu hẳn cậu đã nghe. Nếu nó không thể khiến cậu và Quỷ Tiên Thành xóa bỏ nghi vấn cho dự án, thì chúng tôi cũng thực sự hết cách rồi. Bài diễn thuyết của cô cậu thực sự rất đặc sắc. Có điều tôi còn lại vấn đề cuối cùng. Châu Tiểu Sơn, chúng ta chưa từng gặp nhau ở đại học thật sao? Chắc là có. Xem ra cuối cùng cậu cũng nhớ rồi. Thì ra hai người quen nhau sao? Không biết các vị có hứng thú nghe thử câu chuyện thời xưa của anh Châu đây không? Còn đặc sắc hơn cả phát ngôn của cô cậu đây. Châu Tiểu Sơn còn gì mà chúng tôi chưa biết về cậu sao? Công lao vĩ đại à? Công lao vĩ đại. Đúng đó. Cậu nói hay là tôi nói đây?
Châu Tiểu Sơn đã lừa mọi người. Nguyễn Văn Chiêu. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe phát ngôn của anh Châu Tiểu Sơn. Không sai, tôi đã lừa mọi người. Đúng vậy, cậu ta đã lừa mọi người. Khi chúng tôi học đại học, chính là những phần tử ngoan cố, kẻ thù không đội trời chung. Thậm chí cậu ta còn đánh tôi bị thương. Nhưng Châu Tiểu Sơn ban đầu khi thẩm định, cậu đã nói là không quen cậu Nguyễn mà. Vậy là sao đây? Có ai chưa từng non nớt chứ? Phải không? Không sao, giám đốc Hoàng, đã qua cả rồi. Việc nhỏ thế này sẽ không ảnh hưởng tới việc chúng ta hợp tác đâu. Sao anh lại mắng người ta như vậy chứ? Đừng khóc nữa được không? Được rồi, đừng khóc nữa, lạnh lắm đó. Đừng khóc nữa. Anh tránh ra đi. Không, anh cứ quản em. Anh mặc kệ tôi đi. Anh thích em nên mới lo cho em. Anh nhớ em mới không nhịn được mà tốt với em. Anh nói năng lung tung gì vậy? Cầu Giai Tâm à, cầu Giai Tâm à, nghe nói đi, đứng yên. Lúc trước anh thực sự nghĩ người anh thích là chị của em. Sau này mới phát hiện ra người anh thực sự thích là em. Anh điên rồi. Hôm nay nhà anh có thịt xào chua ngọt mà em thích ăn nhất, em không mua sao? Lúc tôi đến thì hết rồi. Nghe nói thịt xào chua ngọt của nhà anh hôm nay đã bị một người mua hết. Ai vậy? Bị anh mua hết rồi. Anh Nham, cô đến tìm Từng Bân sao? Cậu ấy không có ở đây. Nghĩ là lúc trước em còn thấy anh là tên ngốc nghếch, bây giờ đã lên làm chủ nhiệm rồi. Lúc trước anh như vậy, anh ấy bên trong sao? Bây giờ em ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ mà. Chỗ cũ sao? Còn anh, bây giờ ở đằng kia, em thấy không? Cô gái đó liên quan đến thầy tôi sao? Bệnh nhân, anh đừng có gạt tôi. Nếu là bệnh nhân thì anh không cản tôi đâu. Cô ấy là bạn gái cũ của Từng Bân, nhưng bây giờ không còn liên quan gì. Chỉ là không được khỏe nên tìm Từng Bân khám thôi. Anh sẽ dẫn em đi kiểm tra sức khỏe. Yên tâm đi, không sao đâu. Dạ được, nghe theo anh cả. Cô ấy cũng đẹp lắm. Phải phải. Không không, bình thường thôi. Cô ấy làm nghề gì? Giai Tâm mà, cô tha cho tôi đi. Đừng có hỏi nữa mà, tôi xin cô đó. Vậy chắc cô ấy rất là ưu tú. Thợ chụp ảnh du lịch thôi. Vậy tôi hỏi anh câu cuối, hai người họ ai đề nghị chia tay trước? Tôi hiểu rồi. Không phải đâu, cô hiểu cái gì vậy? Tiểu Tâm Tâm, vậy em về trước nha. Anh tiễn em ra ngoài. Được rồi. Ngày mai em tới bệnh viện sớm một chút. Đến chỗ lấy số, nói tên của anh với y tá. Lên thẳng phòng của anh là được rồi. Được. Vậy làm phiền anh ra. Không phiền mà, khách sáo rồi. Tạm biệt em. Tạm biệt. Không phải là cậu đi rồi sao? Tôi đang quan sát hai người. Có thể nói lại tình xưa không? Cậu bệnh sao? Nói cái gì vậy? Bạn gái cũ tìm tận nơi, trong lòng cậu thực sự không rung động sao? Triệu Nha mà, cậu bệnh thật rồi. Đã qua bao lâu rồi chứ? Khi đó cô ấy đá cậu, cậu đau đến suýt chết mà. Trong lòng thực sự buông bỏ rồi sao? Lúc tôi 8 tuổi tè dầm, không lẽ bây giờ vẫn tè dầm sao? Vậy không phải tàn tật hả? Cậu thực sự đã tè dầm đến lúc 8 tuổi sao? Hỏi một vấn đề cuối nha. Bây giờ trong lòng cậu thực sự buông bỏ rồi hả? Lắm lời. Tình bạn thuần khiết. Thuần khiết.
Xảy ra chuyện rồi. Là chuyện gì? Lúc nãy Tiểu Tâm Tâm tới tìm cậu, còn đem cà phê cho cậu uống nữa. Tôi cản cô ấy lại, không để cô ấy làm phiền cậu. Sau đó thì sao? Sau đó thì bị cô ấy hỏi ra hết. Nói bên trong là bạn gái cũ của cậu vẫn chưa dứt tình. Tôi, cậu đúng là anh em tốt của tôi mà. Đợi một chút đừng giận mà. Tôi thấy chuyện này cũng không lớn lắm đâu. Đúng rồi, không lớn lắm. Cũng chỉ có một cái mạng của tôi. Gia Tâm đâu rồi? Đã đi qua bên đó rồi. Gia Tâm à, không được vui sao? Không phải là anh có bệnh nhân sao? Đừng uống cà phê của tôi. Không phải em đem cho anh hả? Không có đem cho anh. Sao em biết anh có bệnh nhân? Tôi đoán đó. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hiện giờ các ion âm đang chuyển động trong người của em. Anh nói cái gì vậy? Có lẽ bây giờ em hiểu được tâm trạng của anh khi thấy em và Giang Hiểu Giả ở cùng nhau. Trong lòng anh toàn là axit. Không, là axit giấm. Không có. Đừng nghe Triệu Nham nói bừa. Anh cho cậu ta một trận rồi, chỉ biết nói bậy thôi. Những gì anh Nham nói là thật, không phải sự thật. Là sự thật, là sự thật. Nhưng mà chuyện cũng qua lâu rồi. Gia Tâm, trễ vậy rồi, tan làm cũng không về nhà, còn đem cà phê cho anh. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tôi tự tăng ca là tôi yêu nghề không được sao? Vậy hả? Phải. Em không nói, vậy anh về làm việc đây. Đếm tới ba nha. Đếm tới ba thì anh đi. Ba. Thầy à, Tôi chia tay với Hiểu Giả rồi. Cơ bản đã chia tay rồi. Chia tay là chia tay, không chia tay là không chia tay. Cơ bản là sao chứ? Chính là tôi thấy hai người chúng tôi không thích hợp lắm. Em xem, anh đã nói với em rồi, hai người không thích hợp ngay từ đầu mà. Cho nên là đợi lâu vậy còn đem cà phê cho anh là muốn nói chuyện này cho anh biết sao? Tôi đã nói rồi, tôi yêu nghề, tôi tăng ca, tôi mua cà phê để nâng cao tinh thần thôi. Vậy được rồi, anh đi làm việc đây. Thầy à, tôi muốn nói với anh. Anh biết rồi. Anh biết cái gì chứ? Anh biết em và Giang Hiểu Giả đã chia tay. Anh còn biết cái gì nữa? Anh còn biết em tự cho bản thân tăng ca, rất là yêu nghề. Tôi ghét nhất loại người này. Gia Tâm à, em có thể nói cho anh biết điều này, anh thực sự rất vui. Thầy à, có phải là anh còn chưa quên tình cũ hay không vậy? Đương nhiên không. Anh đã nói quá khứ là quá khứ rồi. Chuyện này lâu lắm rồi mà. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Vậy thầy à, anh có thể đừng khám bệnh cho bạn gái cũ được không? Được không vậy? Gia Tâm mà, cái này là gây sự hơi vô cớ rồi. Nhưng mà không phải lúc nãy anh nói là quá khứ sao? Đúng là quá khứ. Nhưng mà anh khám bệnh cho cô ấy là hai chuyện khác nhau mà, đúng không? Bạn gái nửa đêm nửa hôm tìm anh khám bệnh, có phải trong lòng của anh vui lắm không? Anh thề tuyệt đối anh không vui vẻ gì cả. Làm gì tới mức nửa đêm nửa hôm? Triệu Nham vẫn chưa tan làm mà. Vậy anh Nham tan làm rồi, có phải là anh sẽ vui không? Bạn gái cũ của anh đá anh, bây giờ muốn quay về, trong lòng anh vui lắm hả? Không có, Gia Tâm à. Gia Tâm, em có thể đừng trẻ con được không? Anh là bảo em trẻ con sao? Được rồi, không nói nữa. Vậy thì để anh nói rõ cho em biết được không? Nhược Hy lúc trước luôn sống ở nước ngoài. Nhược Hy, anh gọi thân mật quá. Anh biết người ta họ gì không?
Giang Nhược Hy. Đúng rồi, lúc trước Giang Nhược Hy sống ở nước ngoài. Khoảng thời gian trước, cô ấy muốn về nước phát triển. Sau khi về, phát hiện cơ thể có một số vấn đề nhỏ. Ở trong nước cô ấy không quen ai, nên chỉ có thể tìm anh thôi.